Bạn đang có dự định xây dựng nhà ở? Bạn muốn sở hữu cho mình ngôi nhà vừa đẹp, vừa đầy đủ công năng nhưng lại không biết cần chuẩn bị hồ sơ xin phép xây dựng như thế nào, thủ tục được tiến hành ra sao? Nếu bạn cũng đang có những thắc mắc này thì hãy cùng với Thảo Lương Hôm tìm hiểu trong video ngày hôm nay với chủ đề tư vấn hỗ trợ xin giấy phép xây dựng. Tôi là Gia Huy. Và tôi là Nhật Ánh. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thảo Lương Hôm. Và quý vị và các bạn thân mến, thì ngày hôm nay Gia Huy rất vui khi lại là một ngày đẹp trời, Gia Huy và Nhật Ánh cùng ngồi với nhau để bàn luận về một cái chủ đề khá là hay trong ngày hôm nay. Đó chính là chủ đề về tư vấn hỗ trợ xin giấy phép xây dựng. Và có thể nói là trong tuần qua, Thảo Lương Hôm cũng đã nhận được rất nhiều những cái câu hỏi và comment thắc mắc về cái chủ đề này cũng như là quy trình thiết kế của công ty. Vì vậy nên chúng ta có cái buổi talk show ngày hôm nay. Và cũng vì lý do đó thì ngày hôm nay Nhật Ánh và Gia Huy đã có tổng hợp lại một số những câu hỏi cũng như là những cái điều mà cần lưu ý khi quý vị và các bạn muốn xin giấy phép xây dựng. Thì ngoài ra chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị về quy trình thiết kế của công ty. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng bắt đầu chủ đề ngày hôm nay nha. Và câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau: khi xây dựng nhà cấp 4 thì có cần xin giấy phép xây dựng hay không? Xin mời Gia Huy hãy trả lời câu hỏi này giúp Nhật Ánh và quý vị khán giả nha. Và thưa quý vị thân mến, thì đây có thể nói là một cái câu hỏi khá là hay. Một số khách hàng á thì thường hiểu nhầm rằng là tất cả nhà cấp 4 khi chúng ta xây dựng không cần phải xin giấy phép. Điều này là sai thưa quý vị, vì theo khoản 30 điều 1 luật xây dựng quy định, những trường hợp dưới đây thì bắt buộc xây dựng nhà cấp 4 phải xin giấy phép xây dựng, nếu không sẽ bị cơ quan nhà nước cưỡng chế. Và thứ nhất, đối với nhà cấp 4 tại khu vực đô thị, trừ trường hợp xây dựng trong khu dự án có giấy phép xây dựng 1/500 thì tất cả các căn nhà cấp 4 xây dựng bên ngoài đều cần phải xin giấy phép xây dựng. Thứ hai, nhà cấp 4 ở khu vực nông thôn nhưng thuộc về khu di tích bảo tồn thì sẽ cần phải xin giấy phép xây dựng nhằm đảm bảo cảnh quan và không phá vỡ những khu di tích đó. Và thứ ba là nhà cấp 4 ở khu vực nông thôn nhưng nằm trong khu quy hoạch các khu chức năng hoặc các khu dân cư mới cần phải xin giấy phép xây dựng để đảm bảo đồng bộ hóa trong khu quy hoạch đã được quy định. Và có một lời khuyên của chúng tôi đó là khi quý khách có nhu cầu xây dựng thì hãy tìm đến Thảo Lương Hôm. Chúng tôi là đơn vị thiết kế và thi công nhà ở trọn gói trên toàn quốc, sẽ tư vấn hỗ trợ tận tình từ A đến Z cho các hồ sơ xin giấy phép xây dựng, hồ sơ vay vốn hay là các giấy tờ khác. Có một câu hỏi thứ hai này cũng khá là hay, thì Gia Huy xin được hỏi Nhật Ánh nhé. Dạ. Thì câu hỏi này đó chính là khi mà chúng ta xin giấy phép xây dựng thì cần những giấy tờ gì? Đây là một cái câu hỏi Nhật Ánh nghĩ là rất là nhiều khách hàng quan tâm. Tại vì nó liên quan đến giấy tờ thì mình cần phải chuẩn bị những cái giấy tờ thật là đầy đủ nè, và nó phải có những cái thông tin chính xác nhất thì mới có thể đáp ứng cũng như là đầy đủ thủ tục cho một cái quy trình để chúng ta có thể xin được một cái giấy phép xây dựng. Thì Nhật Ánh cũng xin chia sẻ đến quý vị thì chúng ta sẽ cần 3 giấy tờ chính. Thứ nhất là quyền sử dụng đất phải được photo và được công chứng của chính quyền. Thứ hai là đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng thì quý vị sẽ điền thông tin theo form có sẵn. Và thứ ba chính là bản vẽ xin cấp giấy phép xây dựng thì chúng ta sẽ cần 2 bản photo. Đó chính là những cái giấy tờ chúng ta cần khi mà chúng ta xin giấy phép xây dựng. Nên quý vị hãy lưu ý những điều này nha. Và sẵn đây thì Nhật Ánh vừa mới chia sẻ về những cái giấy tờ khi mà xin giấy phép xây dựng, thì Nhật Ánh hãy chia sẻ thêm một câu hỏi nữa cũng khá là hay, đó là các bước xin giấy phép xây dựng là như thế nào? Xin mời Nhật Ánh chia sẻ. Về thủ tục xin giấy phép xây dựng thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 bước. Thì bước thứ nhất sẽ là chuẩn bị đầy đủ tất cả những giấy tờ mình ảnh vừa chia sẻ ở câu hỏi trước và nộp một bộ hồ sơ xin giấy phép xây dựng tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi mà công trình sẽ được xây dựng. Và bước thứ hai thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm là kiểm tra cái bộ hồ sơ đó, và nếu cái hồ sơ đó họ chưa đầy đủ thì sẽ yêu cầu người nộp phải bổ sung thêm giấy tờ. Và nếu mà cái hồ sơ đó đã đầy đủ rồi sẽ viết cho người nộp một cái giấy biên nhận và trao cho người đó. Trường hợp mà cần phải xem xét thêm thì cơ quan phải thông báo cho người nộp bằng văn bản để người sử dụng đất biết lý do tại sao, và đồng thời sẽ tiến hành báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét để hướng dẫn thực hiện. Và chúng ta sẽ đi đến bước thứ ba. Bước thứ ba thì người sử dụng đất sẽ đến nơi tiếp nhận hồ sơ theo đúng thời gian ghi trên biên nhận, và để nhận kết quả cũng như là nộp lệ phí theo quy định, người sử dụng đất đó sẽ nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế.
có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đạt điều kiện để cấp giấy phép xây dựng. Và bước thứ tư, cán bộ sẽ chuyển hồ sơ của người có thẩm quyền giải quyết và tiến hành trả kết quả theo giấy hẹn của người nộp trong giờ hành chính. Và bước cuối cùng, bước thứ năm sẽ là người xin cấp giấy phép đó sẽ đến Ủy ban Nhân dân để nhận kết quả và nộp lệ phí. Đó chính là 5 bước để chúng ta có thể đăng ký để xin giấy phép xây dựng đó nha Huy. Cảm ơn những chia sẻ của Nhật Ánh. Vậy thì có một câu hỏi mà khách hàng cũng rất là hay hỏi, đó chính là chúng ta sẽ xin giấy phép xây dựng ở đâu Giang Huy nhỉ? Thì sau những chia sẻ của Nhật Ánh thì Giang Huy sẽ tiếp tục chia sẻ về việc xin giấy phép xây dựng chúng ta sẽ xin ở đâu. Thì đầu tiên, về thủ tục xin giấy phép xây dựng sẽ nộp ở Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi mà chuẩn bị xây dựng hay là muốn xin giấy phép xây dựng. Và dưới đây là một số cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phát giấy phép xây dựng hiện nay. Đầu tiên là Ủy ban Nhân dân xã, thứ hai là Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thứ ba là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Và một lưu ý cho quý vị nhé, đó là công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì các vấn đề liên quan đến chỉnh sửa, gia hạn cấp lại hoặc thu hồi đều sẽ do cơ quan đó đảm nhiệm. Và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có quyền thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp xã cấp không đúng quy định. Và kế tiếp sẽ là một câu hỏi, khi chúng ta đã biết phải xin giấy phép xây dựng ở đâu thì câu hỏi tiếp theo sẽ là xin giấy phép xây dựng sẽ mất bao nhiêu lâu? Đây là một cái câu hỏi Nhật Ánh thấy là cũng khá là được rất là nhiều bạn hỏi, tại vì kiểu như mình cũng sẽ rất là nôn nóng không biết là cái thời gian mình phải chờ đợi là bao lâu. Thì Nhật Ánh cũng xin chia sẻ đến quý vị, đó là sau khi chúng ta nộp hồ sơ thì bạn phải đợi bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ của mình như thế nào, và nếu hồ sơ đó chưa đầy đủ thì bạn phải bổ sung giấy tờ, và nếu đã đầy đủ rồi thì bạn sẽ được nhận một cái biên nhận từ bộ phận tiếp nhận như mà Nhật Ánh vừa chia sẻ phía trên. Và đối với trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng mới, bao gồm giấy phép xây dựng tạm, điều chỉnh, giấy phép di dời, thì thời gian sẽ không quá 20 ngày làm việc đối với công trình, không quá 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị và 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Và đối với trường hợp cấp lại hoặc xin gia hạn giấy phép xây dựng thì sẽ không quá 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Và có một câu hỏi mà cũng khá là được nhiều quý khách hàng quan tâm, đó là về chi phí. Thì không biết là khi xin giấy phép xây dựng thì sẽ mất bao nhiêu tiền ha Giang Huy ha? Sau khi chia sẻ về phải xin giấy phép xây dựng ở đâu, thời gian là mất bao lâu, thì bây giờ Giang Huy xin được phép chia sẻ về cái khoản sẽ phải chi bao nhiêu để xin giấy phép xây dựng. Thì hiện nay theo tham khảo thì tại ba thành phố lớn, tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, lệ phí cấp giấy phép xây dựng sẽ là: đầu tiên, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là 75.000 đồng, cấp giấy phép xây dựng ở các công trình khác là 150.000 đồng, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xây dựng là 15.000 đồng. Đối tượng miễn thu sẽ là trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và người có công với cách mạng. Và quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi cuối cùng cũng như là câu trả lời của Gia Huy đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề tư vấn hỗ trợ xin giấy phép xây dựng. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline để được đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình. Và đừng quên tặng một like, một đăng ký kênh trên kênh YouTube của Thảo Luân Home để thường xuyên đón xem những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, Gia Huy và Nhật Ánh xin chào và hẹn gặp lại.